Kính chào anh chị em, chúng ta cùng lắng nghe và suy niệm đoạn tin mừng ngày 25 tháng Giêng, lễ Kinh Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại. Tin mừng theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, Hội Thánh tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giêsu trên trần gian này, sứ mệnh rao giảng, sứ mệnh chữa lành, sứ mệnh đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Hội Thánh có nhiệm vụ rao giảng, đó là bổn phận của Hội Thánh. Như thế cũng có nghĩa là nhiệm vụ của mỗi Kitô hữu là phải rao truyền phúc âm của Chúa Giêsu cho những người chưa hề được nghe nói đến. Nhiệm vụ của Kitô hữu là phải làm người công bố về Chúa Kitô cho mọi người đều biết. Hội Thánh có nhiệm vụ chữa bệnh. Đây là một công việc chúng ta vẫn được thấy đi thấy lại nhiều lần. Kitô giáo quan tâm đến cả thân xác lẫn linh hồn con người. Chúa Giêsu muốn đem cả sự mạnh khỏe cho thân xác lẫn linh hồn con người. Các hội dòng trong Hội Thánh, chẳng hạn các hội dòng Gioan Thiên Chúa, dòng nữ tử Bác Ái Vinh Sơn, dòng mẹ Teresa Canquita, vẫn tiếp tục sứ mệnh đón tiếp các bệnh nhân, an ủi chữa lành cho họ, sứ mệnh của chính Chúa Kitô. Hội Thánh có nguồn của quyền năng. Chúng ta không hiểu mọi sự theo nghĩa đen. Kitô hữu cầm được rắn độc trong tay và uống nhầm thuốc độc mà không bị tổn hại gì. Nhưng ẩn đằng sau phần ngôn ngữ gợi hình ở đây là niềm tin rằng Kitô hữu vốn đã được đổ đầy quyền năng để đối phó với hiểm nguy, một khả năng thích ứng với đời sống mà những người khác không có và không thể nào có được. Hội Thánh không hề bị bỏ mặc một mình để thực hiện công tác ấy. Chúa Kitô luôn luôn hành động với Hội Thánh, trong Hội Thánh và qua Hội Thánh. Chúa vẫn ở trong Hội Thánh và Ngài vẫn là Chúa quyền năng. Xin mẹ Maria, thánh cả Giuse, thánh Phaolô tông đồ chúc lành cho chúng ta, giúp chúng ta lắng nghe lời của Chúa hôm nay và đem ra thực hành, góp phần rao giảng lời của Chúa qua đời sống của chúng ta để xây dựng nhiệm thể của Chúa Kitô là Hội Thánh trên trần gian này. Amen.